Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. UAV Ukraine tấn công kho đạn trong đêm, Nga ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp. Kiev nhận tin xấu giữa lúc Tổng thống Putin ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Medvedev. Nga tung quái vật bầu trời san bằng căn cứ quân đội Ukraine. Israel nguy cơ phải đối diện cùng lúc hai mặt trận lớn. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Mời quý vị theo dõi. Theo bài đăng trên Telegram của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận tập kích vào ít nhất hai kho vũ khí lớn của Nga. Một trong hai kho vũ khí nói trên thuộc về Bộ Chỉ huy Pháo binh, Bộ Quốc phòng Nga, gần Oktyabrsky, tỉnh Tiver, phía bắc Moscow. Kho vũ khí còn lại nằm gần Tikhores, ở tỉnh Krasnodar, miền nam nước Nga. Theo bài đăng trên Telegram của Thống đốc Vinyamin Kondratiev, 1.200 người dân địa phương đã phải đi sơ tán sau khi mảnh vỡ từ máy bay không người lái UAV bị bắn hạ gây ra đám cháy lớn. Lửa đã lan sang các vật liệu nổ và gây nổ. Theo quân đội Ukraine, cuộc tập kích vào Krasnodar diễn ra ngay thời điểm nơi này vừa đón đoàn tàu hỏa chở theo ít nhất 2.000 tấn đạn dược. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy đám cháy lớn tại nơi được cho là một căn cứ quân sự trong khu vực nằm ngay phía đông bán đảo Crimea. Hệ thống giám sát Firms của NASA chuyên theo dõi các đám cháy trên toàn thế giới bằng dữ liệu vệ tinh cũng ghi nhận tín hiệu nhiệt mới phát sinh gần Tikhoresk. Theo hình ảnh vệ tinh, địa điểm ghi nhận tín hiệu nhiệt có vị trí tương ứng, khu nhà kho có rào quây, bên trong có các nhà chứa máy bay và một căn cứ không quân. Bloomberg dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết, UAV của cơ quan an ninh Ukraine cũng tập kích căn cứ không quân Sekovka ở tỉnh Kaluga của Nga. Nơi đây được cho là căn cứ của các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M, vốn thường xuyên tham gia tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine. Hệ thống giám sát Firms của NASA chuyên theo dõi các đám cháy trên toàn thế giới bằng dữ liệu vệ tinh, cũng ghi nhận tín hiệu nhiệt mới phát sinh gần Tikhoresk. Các nguồn tin của Sunspin cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine và các cơ sở quân sự của Nga đang làm suy yếu khả năng tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa của Moscow vào Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết, các cuộc tấn công liên tục của Ukraine và các địa điểm hậu cần trong lãnh thổ Nga sẽ tạo ra áp lực hoạt động lớn hơn đối với quân đội Nga ngoài việc phá hủy riêng lẻ các kho đạn dược và cơ sở hậu cần. ISVK cho biết, các cuộc tấn công của HIMARS mà Ukraine thực hiện nhằm vào các kho đạn dược của Nga năm 2022 đã buộc các lực lượng của đối phương phải phân tán các kho đạn và điều này làm suy yếu hoạt động của họ. ISVK cũng nhận định, các cuộc tấn công lớn hơn như cuộc tấn công ở Toropets có thể khiến Moscow phải hành động tương tự. Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký xác lệnh thành lập Ủy ban lên ngành của Hội đồng An ninh Nga, phụ trách việc cung ứng các binh sĩ hợp đồng cho lực lượng vũ trang, gọi tắt là Ủy ban tuyển quân. Cũng theo xác lệnh này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev sẽ trở thành Chủ tịch Ủy ban tuyển quân và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Andrei Belushov sẽ trở thành cấp phó của ông. Bình luận về quyết định bổ nhiệm mới của Tổng thống Putin đối với ông Medvedev, các kênh truyền thông hàng đầu của nhà nước Trung Quốc là đài CCTV News và tờ Can Cao CLC cho rằng đây là một tin xấu đối với Kiev, xét tới những phát ngôn đầy cứng rắn của ông Medvedev trước đây nhằm vào Ukraine. Gần đây nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo Nga có thể sử dụng các công nghệ mới hơn để tạo ra một điểm nóng chảy khổng lồ tại vị trí thủ đô của Ukraine nếu các quốc gia phương Tây cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga. Theo hãng thông tấn United Press International, UPI Lời đe dọa của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Anh đang cân nhắc việc cấp phép cho Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu chiến lược sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga. Trước đó, theo ông Medvedev, Điện Kremlin đã có cơ sở chính thức để sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật sau khi Ukraine tiến hành xâm nhập xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Tuy nhiên, xung đột hạt nhân là một câu chuyện rất tệ với kết cục rất khó khăn và đó là lý do tại sao cho đến thời điểm này. Moscow vẫn chưa quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân, phi chiến lược hoặc chiến lược. Ông Medvedev cũng cảnh báo Moscow đã thể hiện sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, bất kỳ sự kiên nhẫn nào cũng sẽ kết thúc. Đồng thời, ông Medvedev cũng thừa nhận rằng một cuộc xung đột hạt nhân chiến thuật thực sự không cần thiết với bất kỳ ai. Rõ ràng là đáp trả bằng hạt nhân là một quyết định cực kỳ khó khăn với những hậu quả không thể đảo ngược. Vào đầu tháng 8, ông đã một lần nữa bày tỏ quan điểm cho rằng cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk là lý do chính đáng để Nga tiến tới Kiev và xa hơn nữa. Đối với việc ông Medvedev đảm nhận chức vụ mới, truyền thông Trung Quốc nhận định, trên cương vị này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga sẽ giúp tăng cường hơn nữa sức mạnh cho cỗ máy chiến tranh của Nga, từ đó tạo ra sức ép và bất lợi lớn hơn nữa cho Ukraine trên tiền tuyến. Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã tiến hành không kích nhằm vào các đơn vị của các lữ đoàn của Cục Biên phòng Ukraine, hoạt động được thực hiện như một phần của các kế hoạch quân sự đang diễn ra ở các khu vực trọng điểm của mặt trận. Trong đó, lực lượng Nga đã phá hủy một căn cứ tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine tại Volchansk thuộc tỉnh Kharkov bằng một quả bom dẫn đường FAB-3000. Giao tranh vẫn tiếp diễn trong chính thành phố này. Một đoạn phim ghi lại vụ việc đã cho thấy sức công phá đáng kinh ngạc của loại vũ khí được ví như quái vật bầu trời của Nga so với các loại bom hàng không được quân đội Nga sử dụng trước đây có thể nhận thấy đặc điểm lớn nhất của bom FAB-3000 là mạnh hơn, thậm chí có người còn cho rằng sức mạnh có thể so sánh với vũ khí hạt nhân. Theo thông tin của Bulgari Military, bán kính vụ nổ của FAB-3000 dự kiến là gần 900 mét, có thể gây thiệt hại trên diện rộng. Sóng xung kích cực mạnh và vùng nổ rộng khiến chúng trở thành mối đe dọa không thể coi thường. FAB-3000 có khả năng tấn công các mục tiêu và công trình phòng thủ kiên cố. Tổng khối lượng của bom lên tới 3 tấn, trong đó trọng lượng của thuốc nổ vào khoảng 1,4 tấn, chúng đủ sức phá hủy cả những công trình nằm sâu dưới lòng đất. Chính vì vậy, FAB3000 có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng khi va chạm với mục tiêu. Sau khi được thả từ máy bay, FAB3000 sẽ lao xuống mục tiêu với tốc độ cao, tạo ra một vụ nổ cực mạnh, đủ sức phá hủy mọi công trình kiên cố nằm trong bán kính tác động. FAB3000 có thể được vận chuyển bởi các máy bay ném bom hạng nặng như Tu-22M3 và một số loại máy bay khác. Bom có thể được bố trí bên trong khoang hoặc treo bên ngoài. Cũng có thông tin cho thấy bom FAB3000 có thể được sử dụng bởi máy bay tiêm kích ném bom Su-34, nhưng khả năng sẽ bị hạn chế do mỗi chiếc chỉ mang được một quả trong một lần xuất kích. Những diễn biến giữa Hezbollah và Israel sau vụ nổ hàng loạt thiết bị ở Liban làm gia tăng quan ngại rằng Israel sẽ phải chiến đấu trên mặt trận thứ hai sau Gaza. Hezbollah đã cáo buộc Israel đứng sau các cuộc tấn công này đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả. Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn chưa phản hồi các cáo buộc. Câu hỏi được đặt ra là liệu Israel có đủ sức lực để căng mình trên cả hai mặt trận cùng một thời điểm hay không? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, ông Joab Galan khẳng định, các hoạt động trong giai đoạn mới của cuộc xung đột sẽ tiếp tục cho đến khi Tel Aviv đạt được mục tiêu đảm bảo người dân ở miền Bắc Israel quay trở về nhà an toàn. Ông nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi đối phương để bảo vệ công dân Israel, ngay cả ở Dahiyeh tại Beirut hầu hết các chuyên gia quân sự đều cảnh báo không nên chọn chiến đấu trên hai mặt trận cùng thời điểm. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo tình báo Israel, ông Tami Heyman, chia sẻ với tờ Foreign Policy rằng Israel có thể xử lý được hai, thậm chí ba mặt trận cùng một lúc. Nhưng ông nhấn mạnh, vấn đề không phải là lực lượng phòng vệ Israel, IDF, vấn đề là hậu phương, là thiệt hại cho xã hội Israel và khả năng phục hồi của xã hội Israel. Hai mặt trận không phải là vấn đề quân sự, đó là vấn đề về mặt xã hội khả năng phục hồi và bảo vệ hậu phương. Ngoài ra, ông Tamir Hayman cũng lưu ý rằng Hezbollah có hỏa lực gấp 10 lần và khả năng trên bộ gấp đôi Hamas, trang thiết bị tốt hơn nhiều. Hezbollah ước tính có khoảng 150.000 tên lửa và rocket, bao gồm một số tên lửa có thể đi sâu vào lãnh thổ Israel. Mặc dù hệ thống phòng không vòng sắt Iron Dome của Israel đã thành công đáng kể trong việc vô hiệu hóa mối đe dọa rocket từ Gaza, nhưng nó có nguy cơ không hoạt động hiệu quả trước một loạt tên lửa tinh vi hơn trên diện rộng. Israel cần sự giúp đỡ từ Mỹ, Anh, Pháp và Jordani để chống lại một cuộc tấn công trực tiếp từ Iran. Trước đó, người phát ngôn của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari đã từng khẳng định Israel có thể chiến đấu trên hai mặt trận với Hamas và Hezbollah. Nhưng theo truyền thông Israel, cả quân đội nước này và Mỹ đều có mục tiêu tránh xung đột trên nhiều mặt trận. Sau nhiều tháng chiến dịch ở Gaza và giao tranh với Hezbollah, nếu xung đột nổ ra trong thời gian tới, có vẻ như IDF có thể không đạt được sức mạnh tối đa. Ngoài ra, còn có một bài toán hóc búa cho Israel là nên huy động bao nhiêu lực lượng cho một cuộc tấn công vào Gaza và nên giữ lại bao nhiêu lực lượng để bảo vệ khu vực phía bắc. Sau khi triệu tập thêm 300.000 binh sĩ lực lượng dự bị và vốn có khoảng 170.000 binh sĩ thường trực, Israel có gần nửa triệu binh sĩ có thể phân bổ cho hai mặt trận. Nhưng các quan chức cũng sẽ cân nhắc cẩn thận về việc liệu họ có thể triển khai binh sĩ ở bờ tây hay không, nơi đã ghi nhận làn sóng bạo lực tồi tệ nhất giữa người Israel và người Palestine trong hai thập niên. Theo tờ Telegraph của Anh, ngay cả với sự hỗ trợ của mỹ việc đồng thời xử lý xung đột ở gaza và bảo vệ miền bắc sẽ là một nhiệm vụ to lớn mà idf chưa từng phải đối mặt trước đây cả israel và hezbollah đều có những lý do để không tham gia xung đột ở thời điểm này các chỉ huy của idf cũng hiểu rằng xung đột trên bộ với hezbollah có thể khiến israel phải trả giá đắt về mạng sống của người dân bên cạnh đó mặc dù xe tăng israel đã được nâng cấp nhưng chúng vẫn khá yếu thế trước các vụ tấn công du kích các lãnh đạo Hezbollah cũng có tài sản về chính trị và kinh tế cần bảo vệ tại Liban. Trong khi đó, xung đột với Israel có thể kéo theo thiệt hại nặng nề. Tuy cả Israel và Hezbollah đều không muốn xung đột toàn diện ngay bây giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra bởi nguy cơ tính toán sai lầm luôn cao. Kịch bản về một cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah gây lo ngại lớn đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là ở phương Tây. Ngoài ra, kịch bản này sẽ tạo ra một làn sóng người tị nạn mới mà các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các thành viên Liên minh châu Âu, EU sẽ phải đối phó. Hãng tin Reuters của Anh mới đây dẫn ba nguồn thạo tin, gồm một nhà ngoại giao châu Âu, một quan chức tình báo châu Âu và một quan chức Mỹ cho hay Iran đã không gửi xe phóng di động đi kèm với các tên lửa đạn đạo tầm gần Fat 300 mà nước này cung cấp cho Nga. Theo tờ The Financial Times, Iran hồi tuần trước đã chuyển 200 tên lửa đạn đạo Fat 300 đến Nga qua biển Caspi các chuyên gia Iran dự kiến sẽ đào tạo cách sử dụng tên lửa tại bãi tập Asaluk, tỉnh Astrakhan, miền Nam Nga. Tuy nhiên, chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Trần tướng Faslola Nozari bác bỏ thông tin trên của phương Tây. Các nguồn tin gần đây cũng không rõ lý do Iran không cung cấp cho Nga xe phóng của tên lửa Fateh-360. Điều này làm dấy lên câu hỏi về thời điểm loại vũ khí này sẵn sàng hoạt động. Trao đổi với Reuters, hai chuyên gia cho biết có thể có một số lý do khiến Iran không chuyển xe phóng tên lửa cho Nga. Một là Nga có thể đang có kế hoạch hoán cải xe tải để mang tên lửa, như những gì Iran từng làm. Hai là bằng cách giữ lại xe phóng, Iran muốn tạo không gian cho các cuộc đàm phán mới với các nước phương Tây nhằm giảm bớt căng thẳng. Ông Fabian Hins, chuyên gia về tên lửa Iran tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS có trụ sở tại Anh cho rằng một lý do khiến Iran không gửi xe phóng có thể là do những chiếc xe tải dân sự mà Iran đã cải tiến để phóng tên lửa, không đủ chắc chắn để hoạt động trên địa hình gồ ghề trong mùa đông khắc nghiệt của Ukraine, vị này nói một chiếc xe tải Mercedes thương mại có sẵn trên thị trường không có khả năng chạy địa hình. Đồng thời cho rằng Nga có thể cải tiến những chiếc xe quân sự của riêng mình thành xe phóng. Trong khi đó, cựu thanh tra hạt nhân của Liên hợp quốc David Obray, đồng thời là người đứng đầu Viện khoa học và an ninh quốc tế lưu ý rằng Tân tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và các quan chức Iran khác sẽ gặp gỡ các quan chức châu Âu bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York để kiểm tra tiềm năng ngoại giao về chương trình hạt nhân của Tehran, căng thẳng khu vực và các tranh chấp khác. Do đó, ông cho biết có thể Iran đang giữ lại các xe phóng để tạo ra một chút không gian cho các cuộc đàm phán này. Vừa qua, báo Pravda dẫn lời đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng vũ trang nước này đang chứng kiến sự gia tăng ứng tuyển tân binh mỗi tháng. Cụ thể, ông Oleksiy Bezves, quan chức phụ trách tuyển dụng tân binh của Kiev, chia sẻ rằng trung bình mỗi tháng có 6.500 tình nguyện viên được tuyển dụng trên toàn quốc. Chính những con người này tạo nên lực lượng phòng vệ Ukraine. Cũng theo ông Bezeves, lực lượng phòng vệ Ukraine có khoảng 10.000 vị trí tuyển dụng, bao gồm cả đầu bếp, thợ máy, luật sư, người vận hành máy bay không người lái UAV và nhân viên y tế. Cục Biên phòng Quốc gia, Vệ binh Quốc gia, các lực lượng vũ trang và Cục An ninh Ukraine cũng đều đang chiêu mộ thành viên mới. Về vấn đề này, ông Michael Clark, thành viên Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh nhận định Ukraine thực sự đang thiếu quân nghiêm trọng. Kể từ đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine cho tới nay, Kiev luôn cho thấy là họ trong tình trạng thiếu hụt số lượng quân sĩ. Thậm chí hồi tháng 4, Ukraine đã phải hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 trong nỗ lực bổ sung quân đội. Tổng thống Volodymyr Zelensky thời điểm đó cũng không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về việc này và các quan chức cũng không cho biết Ukraine dự kiến tiếp nhận bao nhiêu binh sĩ mới hoặc cho đơn vị nào. Việc huy động quân là một vấn đề khá nhạy cảm ở Ukraina trong bối cảnh quân đội ngày càng thiếu bộ binh, thiếu đạn dược trầm trọng, tạo điều kiện để Nga chiếm thế chủ động trên tiền tuyến. Các nhà phân tích quân sự cho biết, độ tuổi trung bình của binh sĩ Ukraina là khoảng 40, một số người Ukraina lo ngại rằng việc loại bỏ thanh niên ra khỏi lực lượng lao động sẽ phản tác dụng, gây tổn hại thêm cho nền kinh tế đang lao đao vì bất ổn địa chính trị. Thậm chí Quốc hội Ukraina hồi tháng 5 còn thông qua một dự luật cho phép một bộ phận tù nhân được gia nhập quân đội để đổi lấy khả năng được tha bổng có điều kiện khi kết thúc thời kỳ phục vụ trong quân ngũ. Tuy nhiên, việc huy động vào quân ngũ như thế này chỉ dành cho một số nhóm tù nhân Ukraine nhất định. Những tù nhân không đủ tiêu chuẩn gia nhập quân đội Ukraine gồm những người phạm tội nghiêm trọng hoặc tham nhũng nặng và các quan chức cấp cao cũ. South Front đưa tin Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố báo cáo tóm tắt diễn biến kế hoạch quân sự trong tuần qua. Theo báo cáo, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 27 cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác và máy bay không người lái. Các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở điện hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cơ sở hạ tầng căn cứ không quân, kho UAV và khu vực chuẩn bị bay. Báo cáo được đưa ra khi lực lượng Ukraine đang tiếp tục nỗ lực tiến vào khu vực Kursk của Nga quân đội Kiev đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào khu vực làng Veseloy tại vùng Kursk. Giao tranh dữ dội cũng tiếp diễn xung quanh Suza, Martinovka và các làng khác trong khu vực. Về phần mình, lực lượng Nga đã đẩy lùi được các đơn vị của Kiev ra khỏi các làng Darino và Nikolaevvo-Darino ở khu vực Suza. Trong khi đó, tại Ukraine, lực lượng vũ trang Nga đang gia tăng sức ép lên các vị trí của đối phương ở khu vực Donbass trong những tuần gần đây lực lượng vũ trang ukraine đang phải chịu những thất bại lớn theo hướng kurahovo pokrovsk hơn nữa sau khi lực lượng ủng hộ kiev rút lui khỏi ukraine tuyến phòng thủ của họ đang trên bờ vực sụp đổ tại thị trấn goniak báo cáo cho biết các đơn vị tiền phương của nga đã đến gần và thậm chí tiến vào thị trấn bất kể thế nào tình hình của các đơn vị kiev ở phía tây krasnohorovka vẫn rất phức tạp các cuộc đụng độ dữ dội đang diễn ra xung quanh Selidovo, Lysovka và Krasnija. Theo Reuters, lực lượng Nga kiểm soát khoảng 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine kể từ khi mở kế hoạch quân sự hồi tháng 2 năm 2022 đang tiến vào miền đông Ukraine trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Với tốc độ tiến công nhanh chóng, Nga hiện kiểm soát khoảng 80% Donbass. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng 9 cho hay Lực lượng Nga đang tiến nhanh hơn ở miền đông Ukraine so với trước đây, kiểm soát thêm vài km vuông mỗi ngày. Nga đã tuyên bố sắp nhập bốn vùng lãnh thổ ở Ukraine, trong đó có Lugansk và Donetsk thuộc vùng Donbass, bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây. Donbass là khu vực phía đông Ukraine, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, trở thành điểm nóng giao tranh từ năm 2014. Sau khi người dân ở đây đòi tăng quyền tự trị bất thành và tổ chức phong trào phản kháng vũ trang, Chính phủ Ukraine hai lần phát động kế hoạch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát Donbass nhưng đều không thành công. Các lực lượng ly khai trong hai vùng này tự thành lập hai thiết chế chính trị tách biệt khỏi Kiev có tên gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR và Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR. Chính phủ Ukraine cùng phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ vũ khí và lực lượng cho phong trào ly khai Donbass, trong khi Điện Kremlin luôn khẳng định chưa từng điều binh sĩ đến miền đông Ukraine còn những người Nga chiến đấu tại đó đều là tình nguyện viên. Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga đăng tải mới đây, quân đội nước này đã tiến hành không kích nhằm vào các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 57, Lữ đoàn Lính thủy đánh bộ số 36 và đội biên phòng số 5 của Cục Biên phòng Ukraine. Trong đó, lực lượng Nga đã phá hủy một căn cứ tạm thời của quân đội Ukraine tại Volzhansk thuộc tỉnh Kharkov bằng một quả bom dẫn đường FAB-3000 Đoạn phim ghi lại vụ việc đã cho thấy sức công phá đáng kinh ngạc của loại vũ khí được ví như quái vật bầu trời của Nga. FAB-3000 là một loại bom thả rơi tự do được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất một cách chính xác. Với chiều dài khoảng 3,3m, đường kính thân 820mm, sải cánh khoảng 1m, tổng khối lượng của quả bom khi có ngòi nổ lên tới 3.067kg. Trong đó, thân bom nặng 1.600kg, lượng thuốc nổ là 1.387kg. Chính vì vậy, FAB3000 có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng khi va chạm với mục tiêu. Sau khi được thả từ máy bay, FAB3000 sẽ lao xuống mục tiêu với tốc độ cao, tạo ra một vụ nổ cực mạnh, đủ sức phá hủy mọi công trình kiên cố nằm trong bán kính tác động. FAB3000 có thể được vận chuyển bởi các máy bay ném bom hạng nặng như Tu-22M3 và một số loại máy bay khác. Bom có thể được bố trí bên trong khoang hoặc treo bên ngoài. Cũng có thông tin cho thấy bom FAB3000 có thể được sử dụng bởi máy bay tiêm kích ném bom Su-34, nhưng khả năng sẽ bị hạn chế do mỗi chiếc chỉ mang được một quả trong một lần xuất kích. Trong bối cảnh liên tục bị Nga không kích bằng các loại khí tài quân sự hiện đại vào các điểm chiến lược, Ukraine dù rất muốn nhưng vẫn chưa thể được phương Tây cho phép sử dụng tên lửa được viện trợ đáp trả. Dù vậy, Kiev có vẻ như đã xoay sở được khi vừa qua, Hải quân Ukraine thông báo đã dùng tên lửa tấn công vào cơ sở quân sự của Nga nằm trong khu vực Mariupol gần như cùng thời điểm với cuộc không kích của Moscow vào Kharkov. Cơ quan báo chí của các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, theo dữ liệu đã được xác nhận, do ảnh hưởng từ cuộc tấn công, cả cơ sở hạ tầng lưu trữ và hàng tấn đạn dược mà quân Nga đang tích lũy để sử dụng đã bị phá hủy. Giới quan sát cho rằng, rất có thể Kiev đã sử dụng tên lửa Neptune để không kích vào cứ điểm của Moscow. Tên lửa Neptune do Ukraine nghiên cứu chế tạo dựa trên thiết kế KH-35 Uran từ thời Liên Xô đã được minh chứng là một vũ khí cực kỳ lợi hại khi lập được khá nhiều chiến công. Sau khi xem xét đến thực tế là tên lửa nhắm vào mục tiêu cách tiền tuyến chưa đầy 100 km, rất có thể Hải quân Ukraine đã nhiều lần sử dụng tên lửa R-360 Neptune để tấn công trực tiếp vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ nước Nga. Các kỹ sư quân sự của Kiev cách đây ít lâu đã bắt đầu công việc hiện đại hóa tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune với mục đích sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất ở cự ly xa và mục tiêu sau cùng là Moscow. Đặc biệt, để nối dài tầm bắn, tên lửa được lên kế hoạch giảm kích thước đầu đạn và tăng không gian lưu trữ nhiên liệu. Cự ly tác chiến sẽ tăng từ 280 km như hiện nay lên ít nhất 400 km hoặc thậm chí là 700 km. Điều này tạo ra mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với Nga, đặc biệt khi xét đến tầm bay rất thấp của những tên lửa như vậy. Rất khó để mạng lưới radar của Moscow cảnh báo sớm, phát hiện ra kịp thời. Lực lượng phòng không bảo vệ thủ đô Moscow của Nga đã nhiều lần bị xuyên thủng bởi máy bay không người lái cảm tử tự chế. Do vậy, khi đối phó với một tên lửa lợi hại như Neptune thì nhiệm vụ còn khó khăn hơn nhiều. Trong khi đó, thách thức lớn nhất đối với Ukraine hiện nay được chỉ ra đó là thiếu nguồn lực để sản xuất nhanh với số lượng lớn loại tên lửa này. Họ sẽ cần sự hỗ trợ thêm từ các đồng minh phương Tây nhằm đẩy nhanh công việc. Công ty vũ khí Nga Kalashnikov mới đây vừa tiết lộ loại máy bay không người lái UAV quan trọng Granat 4E cho công chúng tại Izhevsk. Kalashnikov tuyên bố rằng UAV này đóng vai trò quan trọng trong việc phá hủy xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ cung cấp trên chiến trường Ukraine. UAV Granat 4, một phiên bản nâng cấp từ các mẫu trước đó trong dòng Granat được Kalashnikov phát triển. UAV nâng cấp này là một phần của tổ hợp di động Navotrik 2 có mục đích phục vụ nhiệm vụ trinh sát và ngắm mục tiêu. Được trang bị động cơ piston, Granat 4 có thể đạt tốc độ lên tới 140 km h và có thể hoạt động độc lập trong 6 giờ. Nó hoạt động hiệu quả ở độ cao từ 500 đến 2.000 mét. Với khối lượng cất cánh tối đa là 45 kg với sải cánh 3,8 m. Granat 4 được phóng bằng máy phóng và hạ cánh bằng dù. Chức năng chính của nó là truyền thông tin video thời gian thực qua kênh vô tuyến an toàn và nó cũng có thể điều chỉnh hỏa lực pháo binh bằng cách sử dụng laser nhắm mục tiêu ở khoảng cách 3 km. UAV đã trở nên quan trọng trong các cuộc diễn tập quân sự của Nga, đặc biệt là trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Ngay từ đầu, việc triển khai các UAV để trinh sát, tấn công mục tiêu và điều chỉnh hỏa lực pháo binh đã tăng đột biến. Mặc dù ban đầu chậm hơn Ukraine, quốc gia được hưởng lợi từ sự hỗ trợ đáng kể từ nước ngoài, Nga đã nhanh chóng nâng cao năng lực sản xuất và triển khai nhiều loại UAV, bao gồm cả những máy bay mua từ các đồng minh như Iran. Trong suốt cuộc xung đột, lực lượng Nga đã sử dụng UAV không chỉ để thu thập thông tin tình báo mà còn để tấn công các vị trí, cơ sở hạ tầng và thiết bị của Ukraine. Những UAV này mang lại lợi thế đáng kể bằng cách cho phép tấn công tầm xa và theo dõi các hoạt động của đối phương thường phối hợp các cuộc tấn công này với vũ khí chính xác. Trong khi đó, mặc dù xe tăng Abrams được biết đến với độ tin cậy của chúng, trong bối cảnh xung đột Ukraine, chúng vẫn dễ bị tổn thương và cần được lập kế hoạch và bảo vệ tỉ mỉ. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần công bố video ghi cảnh lực lượng UAV của Nga phát hiện và loại bỏ xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine trong xung đột vũ trang với Nga. Sự phát triển liên tục của các loại UAV trong cuộc xung đột đã và đang làm thay đổi đáng kể mối đe dọa mà xe tăng Abrams phải đối mặt. Các chuyên gia cho rằng khi các UAV ngày càng trở nên tiên tiến, lớp giáp bảo vệ truyền thống của Abrams có thể không đủ để chống chọi các cuộc tấn công chính xác khiến nguy cơ các siêu tăng bị phá hủy tăng cao. Mặc dù mạnh mẽ nhưng xe tăng không phải là không thể xuyên thủng và chúng dễ bị tổn thương nhất ở nơi có lớp giáp mỏng nhất, nóc xe, khối động cơ phía sau và khoảng trống giữa thân và tháp pháo. Trong nhiều năm, xe tăng là mục tiêu hàng đầu của mìn, thiết bị nổ tự chế, súng phóng lựu và tên lửa dẫn đường chống tăng. Trong bài đăng mới nhất trên Telegram, lãnh đạo Cộng hòa Czechia, ông Ramzan Kadyrov, đã công bố video ghi lại cảnh hai chiếc CyberTruck gắn súng máy được điều khiển bởi những người mặc quân phục. Hai chiếc xe di chuyển dọc theo con đường đất qua một khu rừng rậm rạp và có hai xe địa hình hộ tống. Sau đó, họ tập kết trên một ngọn đồi và nổ súng vào một chiếc máy bay không người lái. Tháng trước, ông Ramzan Kadyrov cũng đăng video lái xe bán tải điện CyberTruck của hãng Tesla ở thùng phía sau có gắn một khẩu súng máy 12,7 mm. Ông khi đó hết lời ca ngợi mẫu xe này, nói thêm rằng bản thân đã hiểu tại sao nó lại được gọi là quái vật công nghệ. Lãnh đạo Chechnya cũng tán dương Elon Musk, CEO hãng Tesla và cho biết ông đã nhận được chiếc Cybertruck từ chính tỷ phú người Mỹ với cử chỉ thiện chí. Dù vậy, ông Musk đã bác bỏ thông tin này. Ngoài ra, ông Ramzan Kadyrov cũng tuyên bố chiếc Cybertruck sẽ sớm được triển khai trong xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên cũng theo ông Kadyrov, sau đó chia sẻ thì chiếc Cybertruck đã bị tắt từ xa. Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya cho biết chính người sáng lập hãng Tesla đã vô hiệu hóa chiếc bán tải này cùng những lời chỉ trích ông Elon Musk. Trong bài đăng mới nhất cùng hai chiếc Tesla Cybertruck, ông Ramzan Kadyrov không hề đề cập đến nguồn gốc của chúng. Theo văn phòng bằng sáng chế Mỹ, US Patent Office công bố hồ sơ đăng ký kỹ thuật của Tesla Cybertruck thì loại xe bán tải điện này có phạm vi vận hành lên đến 980 km, tương đương 610 dặm của phiên bản cao cấp nhất. Ngoài ra, Cybertruck được trang bị ba động cơ điện đang kéo rơm móc nặng 9.000 kg. Bên cạnh đó, hồ sơ từ văn phòng đăng ký còn cho thấy mẫu bán tải điện được trang bị nhiều tính năng mới chưa từng xuất hiện trước đây trên các dòng xe Tesla. Chẳng hạn, camera theo dõi vị trí người lái để tự động chỉnh góc nhìn gương chiếu hậu, hay hệ thống điều hòa có thể tự thay đổi nhiệt độ, mức gió dựa theo sinh trắc học của hành khách. Ngoài ra, Tesla Cybertruck cũng được quảng cáo là có lớp vỏ cực kỳ dày và có khả năng chống đạn. Tuy nhiên, chưa có thử nghiệm hay nghiên cứu chính thức nào về việc áp dụng loại xe này vào lĩnh vực quân sự. Cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang gia tăng nghiêm trọng. Theo báo cáo, quân đội Nga đang tiếp tục phản công ở vùng Kursk. Mặc dù lực lượng Kiev ban đầu đã đạt được một số tiến triển vào đầu tháng trước, cuộc tấn công đã bị cản trở khi Moscow đã bắt đầu phản công. Tên Military Summary mới đây đưa tin quân đội Nga RFAF được cho là đã kiểm soát được nhiều lãnh thổ hơn nữa ở khu vực Kursk. Cuộc phản công OA chủ yếu đến từ phía Tây, nhưng họ cũng mạnh mẽ xông lên ở phía Đông. Tại Makivka ở Nam Kupyansk, lực lượng Moscow có thể kiểm soát những phần xa hơn của ngôi làng. Tuy nhiên, những hình ảnh định vị địa lý cũng cho thấy họ đang tiến về phía Tây theo hướng Nevsky. Về phía Pokrovsk, các cuộc tấn công của Nga được cho là đã đạt kỷ lục mới vô số hành động tấn công đang được thực hiện, đặc biệt là ở phía Nam. Theo một số nguồn tin, RFAF cũng đã kiểm soát được các vị trí xa hơn ở phía Nam Selidop. Có vẻ như thay vì đánh trực diện vào cứ điểm kiên cố này, họ đang cố gắng vượt qua ngôi làng để bao vây, buộc đối phương phải tháo chạy hoặc đầu hàng. Lực lượng Moscow được cho là đã mở một cuộc tấn công từ làng Hostre vào nhà tù ở phía Tây và hiện đang chiến đấu để giành lấy nhà tù. Mặt trận Kurakhốp ngày càng trở nên tích cực về phía Nga dường như tuyến phòng thủ của Ukraine đang vỡ vụn, quân đội Nga đang tiến lên đều đặn dọc chiến tuyến dài hàng trăm km, đặc biệt là tại các điểm nóng Kupiansk, Pokrovsk, Kurakhov. Theo bản tin của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng hỏa lực pháo binh để phá hủy một cầu phao vượt sông Persen, nơi được sử dụng để tiếp tế cho các đơn vị Ukraine ở vùng Kursk. Được biết, cuộc tấn công vào cây cầu vượt sông diễn ra gần làng Kurilovka đã được máy bay không người lái Nga quay lại và được quân đội Nga công bố trên mạng xã hội nên nhanh chóng trở nên phổ biến. Trong khi đó, các đơn vị Nga thuộc nhóm quân miền Bắc đã tấn công thành công 7 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine và ngăn chặn một số nỗ lực phản công của lực lượng Kiev theo hướng Kursk. Theo dõi trên bản đồ chiến sự trực tuyến của Deep State, từ ngày 11 tháng 9 đến nay, chúng ta nhận thấy sau hơn một tuần phản công tích cực, quân Nga đã giành lại quyền kiểm soát một diện tích khá lớn từ tay đối phương, trong khi lực lượng Ukraine hầu như không còn tiến thêm được bước nào nữa ở vùng kursk bản đồ khu vực kiểm soát của kiev ở kursk đã bị thu hẹp đáng kể trong khi lực lượng tiếp viện và trang bị hạng nặng từ vùng sumi tiến sang liên tục bị nga đánh chặn phá hủy nên nhóm quân ukraine ở trong lãnh thổ nga đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo vệ những khu vực đã đánh chiếm được